Sang chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì Sang với hai đứa nhóc đang bị lạc trong rừng mọi người ơi. Khi sáng á thì Sang với nhóc Tỉnh với Văn mình có làm một cái chuyến đi vào rừng để trải nghiệm một ngày công việc bình thường của nhóc Tỉnh ở trong rừng á. Trong cái chuyến đi lang thang của Sang á thì Sang với mọi người mình đã đi chặt cọc mây cùng với nhóc Tỉnh. Rồi Sang ngồi xuống nói chuyện với mọi người, mệt quá rồi. Xong rồi buổi trưa Sang có nấu một cái bữa cơm trưa ăn với mọi người cùng với Tỉnh với Văn. Rồi Sang mới nói với mọi người là sẽ kết thúc clip xong rồi đi qua bên cái đồn đây nè để mà chặt đọt mây cho thật nhiều luôn, để xem một ngày chặt đọt mây thì được bao nhiêu. Rồi nghỉ trưa xong hai anh em của Sang, ba anh em của Sang đi qua bên cái đồi này để mà kiếm đọt mây chặt tiếp cho thật nhiều luôn. Nhưng mà khi qua bên đây xong rồi kiếm đọt mây không có, lòng vòng khoảng một tiếng đồng hồ xong rồi muốn quay trở về á, Sang kêu mấy đứa nhóc quay về thì ba anh em của Sang bị lạc nha. Nãy giờ thì Sang vòng vòng gần cả 2 tiếng mấy đồng hồ rồi nhưng mà vẫn chưa tìm thấy đường ra. Ở đây là chỗ nào thì Sang cũng chưa biết luôn. Mọi người xem là cái đồi này nó rất là cao, Sang phải lên một cái đồi xong xuống một cái đồi xong dò lên một cái đồi chuẩn bị xuống tiếp một cái đồi này nữa, không biết là có đường ra hay chưa. Nên ngày hôm nay sẵn tiện cái điện thoại nó còn rất là nhiều pin nên Sang muốn quay lại cái chuyến đi mà bị lạc này của Sang để chia sẻ với tất cả mọi người cái cách mà Sang với mấy đứa nhóc này kiếm đường ra, kiếm được đường ra và kiếm được thức ăn hoặc gì đó trong đây. Sang vẫn chưa biết là bao giờ mới kiếm được đường ra. Để Sang kiếm một cái mảnh đất bằng bằng giải thích cho mọi người dễ hiểu vì sao Sang bị lạc nha. Bây giờ Tỉnh ơi, khỏe chưa? Thì đi xuống dưới kia kiếm cái chỗ bằng bằng nè. Đi, đi đi xuống hết cái đồi đi, Tính gì Tính. Trời nó khá chiều rồi, 4 giờ mấy rồi, 3 giờ mấy rồi. Ở đây có một cái khoảng đất bằng bằng này để Sang vẽ giải thích cho mọi người vì sao, cái lý do vì sao Sang với mấy đứa nhóc lạc nha. Mệt hết nha, mệt không? Đây thì Sang vẽ cho mọi người hiểu nha. Đây là cái chỗ mà khi sáng Sang với nhóc Tỉnh cùng với nhóc Văn bắt đầu đi vào để mà chặt cọc mây ở chỗ này. Xong rồi tới đây Sang với mọi người mình đã nghỉ ăn trưa ở chỗ này. Bên đây là cái chỗ nghỉ ăn trưa, còn bên đây là một cái núi mà Sang nói với mọi người á là mình sẽ cùng nhau lên cái núi này chặt đọt mây buổi chiều để cho xem thật nhiều luôn. Thì Sang với Tỉnh á, với Văn mình đã từ cái chỗ ăn trưa này mình đi lên trên tới đỉnh núi chặt đọt mây lòng vòng ở chỗ này khoảng gần cả một tiếng đồng hồ, xong rồi mới bắt đầu đi về. Thay vì đi về đường cũ như vậy, Sang với Tỉnh á, bắt đầu là sẽ đi lệch hướng mọi người, đi xéo ra đây đó. Cái ngọn dốc bên đây á, thì nó sẽ thoải ra dày hoài luôn nên đi gần 2 tiếng mấy đồng hồ rồi mà vẫn chưa hết cái ngọn đồi này và bắt đầu là đi lạc một cái khoảng cách rất rất là xa rồi đó, nhìn thấy không? Chỉ mình cần ở trên đỉnh núi á, mình có chệch một xíu thôi mà nó đã xa ra tận bao nhiêu cây số luôn. Bây giờ thì Sang với mọi người cùng với mấy đứa nhóc á, mình tiếp tục đi thẳng nha. Tại vì sao Sang biết là mình hiện tại đang đi chệch hướng so với cái đường về, nhưng mà Sang lại tiếp tục đi cho hết cái núi này luôn chứ không phải là quay lại cái chỗ mà Sang bị lạc để kiếm đường về cái chỗ ăn cơm. Tại vì mình đã bị lạc một lần rồi, bây giờ mình có đi ngược lại cái chỗ đó mình chưa chắc đã kiếm được cái chỗ mà mình từng chặt đọt mây trên đỉnh núi nè, chưa chắc đã kiếm được cái chỗ mình ăn cơm mà đi về. Nếu mà kiếm được á, tỷ lệ kiếm cũng rất là thấp, nó mất thời gian hơn là đi thẳng chỗ này. Sang thì đang cố gắng đi cho hết cái đồi này luôn mọi người để kiếm một con suối. Kiếm được con suối thì nó sẽ xác định hướng đi về nó nhanh hơn và nó dễ hơn, nên Sang mới tranh thủ đi hết cái đồi này trước khi trời tối. Thứ hai á, kiếm được một con suối để mà mình có thể là xác định được hướng nước chảy của con suối, mình xuôi theo dòng nước á, mình đi về nhà nó sẽ nhanh hơn. Trời nó đã xuống bóng rồi, tối rồi. Và thứ ba á, là mình xuống dưới suối á, mình có thể có nước uống nè, mình có thể dễ kiếm thức ăn và mình có thể là sống qua đêm ở đó. Còn ở trên đồi này thì không có gì để ăn hết cả mọi người. Sang thì đang đi ven theo cái khe nước chảy nè mọi người. Cái chỗ này là nước mùa mưa nó chảy theo cái khe này thì xuống dưới kia. Hy vọng là đi hết cái núi này sẽ có một cái
con suối nhỏ nhỏ phía dưới nha. Giang đâu? Lên chỗ đó à? Ui quá mệt luôn. Đây, đây. Sang đã tới một con suối rồi nha mọi người. Như vậy là đi hết cái đồi rồi. Bên đây tiếp tục lên một cái đồi nữa. Nhưng mà Sang sẽ không có đi lên cái đồi này nha, mà Sang sẽ đi xuôi theo con suối này. Bây giờ thì Sang với mọi người cùng nhau mình đi kiếm một cái cách gì đó mình xác định cái dòng nước con suối này là nó chảy vô hoặc là nó chảy về sau phía sau lưng Sang. Tại vì con suối này nó cạn khô nước rồi. Nãy giờ cuối cùng Sang đã xác định được cái hướng nước chảy là từ trên Sang chảy về phía của nhóc tỉnh nha mọi người. Tại vì sao Sang xác định được cái hướng nước chảy này là ở đây có một cái miếng rác mọi người thấy không? Miếng rác này là mùa mưa nó sẽ trôi từ trên đây xuống đụng cái cây này, xong rồi nó co lại này, là nó sẽ đưa hai cái này về đây. Có nghĩa là mùa mưa nước từ đây trên đây chảy về. Bây giờ thì Sang với mọi người nếu muốn đi về, mình sẽ đi thẳng theo cái con suối này, đó, đi dọc theo đường này, mình sẽ kiếm được đường ra nha. Tại vì sao mình phải đi xuôi theo dòng nước? Tại vì những con suối trong rừng đa phần là nó sẽ chảy về sông. Về sông thì mình sẽ dễ kiếm được về nhà hơn. Tại vì những con suối trong rừng chỗ Sang đa phần là nó sẽ chảy về cái đập tràn chỗ Sang thôi. Nên đi theo con suối này mình sẽ về được ngay cái chỗ cái hồ mà mấy đứa nhóc hái bông sen của mọi người. Nên cái việc lạc thì mình không còn lo nữa rồi, chỉ cần đi theo là mình sẽ về được tới nhà thôi. Nhưng mà có cái là trời nó cũng đang xuống dần rồi. Ngày hôm nay thì Sang đi vào rừng chặt độc mây cùng với tỉnh á, Sang chỉ mang theo đúng cái một cái đèn pin thôi, nên ba người một cái đèn pin đi về ở đây rất là nguy hiểm luôn. Đầu tiên là đi ven theo suối á, rắn rít rất là nhiều. Thứ hai á là những cái cây lồ ô kia mọi người thấy không, nó đâm ra tùm lum hết cả. Nếu mà không có đèn pin rồi nó sẽ đâm, dễ đâm vào mắt. Nên có lẽ tối nay thì Sang với mấy đứa nhóc á, mình sẽ đi thêm một khúc thôi. Vừa tối thì mình sẽ ngủ lại ở trên con suối này luôn. Cái hướng đi về thì Sang với mọi người mình đã xác định được rồi, nên mình không phải lo nữa nha. Cái đáng lo ở đây á là khi sáng Sang chỉ mang theo một ít gạo thôi, nấu cơm hết rồi nên bây giờ không còn gì ăn nữa hết mọi người. Chỉ còn lại một ít trọc mây mà nhóc tỉnh nó đã chặt hồi sáng. Bây giờ có lẽ là Sang với nhóc Văn á, với tỉnh á, mình sẽ bỏ hết đồ ở đây, mình đi dọc theo con suối này, lật mấy cục đá dưới suối á, mình kiếm vài con cua đá. Tối nay mình luộc cua đá mình ăn nha, ăn chống đói với lại một ít trọc mây mình nướng, mình chấm muối ớt mình ăn thôi. Chống đói rồi đi về nhà tính gì tính ha. Bây giờ thì ai cũng mệt hết rồi, nên tranh thủ đi, tối không có đèn pin để mà bắt cua đá đâu. Đi Văn ơi, lấy cái nồi đi. Thì Sang với mấy đứa nhóc phát hiện ở đây có một cái vũng nước rất là nhiều ốc đắng luôn nha mọi người. Bây giờ thì Sang với mọi người cùng với mấy đứa nhóc á, mình sẽ bắt mấy con ốc đắng này để tối nay mình luộc mình ăn nha. Thôi thôi, thấy không, lẹ thấy quá trời. Đây là con ốc đắng phía trong rừng nha mọi người, nó không có to đâu, nhưng mà trong rừng thì có con gì mình ăn con đó nha. Nếu mà mình chê á mình sẽ chết đói luôn á. Đây, bắt đi. Khác không à, trong nào có chanh chép không? Đây nè, còn nữa nha. Tối nay có món ốc ăn rồi, ốc ốc luộc ha Tịnh, xong rồi đọt mây mình nướng ha. Đây là cái nồi mà Sang mang theo nấu cơm cho mấy đứa. Hên là cũng có cái nồi để mà luộc, không phải chặt ống tre. Ui rớt Tịnh. Đâu đây nè, bắt được chưa? Thấy nó chạy không? Anh mới đụng nó luôn á, chạy nhanh lắm. Đâu rồi? Không phải, anh mới đụng nó bự lắm. Đừng để nó chạy nha. Đâu rồi ta? Chạy đâu kia? Mới vừa đụng cái nó chạy mất tiêu không? Không có đâu, không có đâu. Phải có hai mới có. Chạy đâu rồi? Ôi, vô rừng mà bắt được một cái con cua kiểu này á mọi người giống như là có đồ ăn tới, rất là vui luôn. Ở ngoài ruộng bắt được cua này thì nó bình thường rồi, còn vô rừng đang bị lạc nữa. Con cua này nè, màu tím nha, đẹp. Nãy giờ Sang với mấy đứa nhóc bắt được hai con rồi. Rồi, hai ba lên, hai ba lên. Có cua này, đợi đó, đợi đây. Đây, thêm một con cua đá nữa nha mọi người.
cua đá mùa mưa này á, thì Sang nghĩ nó to, cái này là hết cỡ rồi. Những con cua đá to á, đa phần thì nó sẽ chui vô những cái hang nha. Tính cầm cho anh ấy, nó có tay nó bắt nó dựng kẹp nha. Cua đá này kẹp đau lắm á. Mấy con cua đá to á, thường là mùa mưa này á, mùa nắng này á, nó sẽ chui vô những cái hang chỗ kia. Hang nó rất là sâu, mình không thể nào mà đào mình bắt được nó, mình chỉ lật đá bắt mấy con cua nhỏ thôi. Nên đi đang đi lạc mà có cua nào mình bắt cua đó bỏ vô kia đi tính. Ở đây thêm một con cua đá nữa nha mọi người. Cua này á, mọi người bắt mọi người cẩn thận một xíu, nó mà kẹp một cái là rất là đau luôn, chảy máu luôn. Một con dở ra nhanh. Đè xuống. Con này không giữ thì cái đời rồi. Đây mọi người xem cua đá này, con này con đực nha, rất là đẹp luôn. Nãy thì Sang với mấy đứa nhóc lây hoay mò cái khu này á, được cả nồi cua ốc với lại cua đồng cua đá, có cả cá trào nữa, đủ thứ hết cả. Thôi lại lại đi, ôi nhảy luôn. Đâu rồi rồi bỏ vô lấy nắp lại, tiếp tục đi, bắt cho đầy cái nồi luôn. Đây là toàn bộ số cua mà chiều giờ Sang bắt được nha mọi người. Thì ở đây Sang bắt được nè, rất là nhiều loại luôn. Cua đá có, cua đồng có, ốc đắng có, chanh chép có. Thì Sang sẽ luộc tất cả mấy cái con này ở trong cái nồi này và mình ăn tối nha. Mấy đứa nhóc thì nó vừa nhúm xong mấy cái đống lửa ở kia. Tại vì hồi nãy ở đây á, muỗi rất là nhiều luôn. Nên Sang kêu nhóc Văn á, nó nhúm tận tới hai đống lửa. Hey, luộc cho dễ, tính. Cầm cái nắp nồi cho anh. Giờ mấy con cua này á, thì Sang sẽ đặt vô trong cái đống lửa mà nhóc Tỉnh nó nhúm sẵn á, mình nướng nó trong đây luôn nha, mình luộc nó trong đây luôn. Cũng may là Sang mang theo cái nồi á, đây đó. Rồi. Đặt vô đây luộc luôn. Bên kia Văn nướng đọc mây đi nha. Đó. Tỉnh coi chừng nó ấy ra nha, để nó qua nướng đọc mây với Văn. Thì đây là toàn bộ số đọc mây mà Sang với nhóc Văn với Tỉnh mình chặt được hồi sáng á, thì Sang định là đem về cho anh Tỉnh nó bán, nhưng mà đi vào rừng này đói quá, mình bắt buộc là phải nướng hết tất cả đọt mây này ăn chống đói thôi. Ngày mai về thì mình chặt được cái khác, quan trọng là tối hôm nay chịu nổi hay không thôi nha. Đưa đây cho anh Cường lấy cái đọt mây xong bột nướng luôn đi, nướng hết đi. Nướng đọt mây thì rất đơn giản, mọi người chỉ cần bỏ mấy cái đọt mây này vô trong lửa than, nướng cho nó cháy hết cái phần vỏ mà cháy cho nó đen luôn. Rồi mình đem ra mình lột ra cái phần đen của nó. Vậy là xong nha. Đó. Đây là cái đọt mây xông bột này. Đọt này thì chỉ giá 20 ngàn. Ôi, bỏ vô luôn. Nướng hết, đang lạc mà. Cái gì vậy? Ôi, giờ là chuẩn bị xong bữa tối. Điện thoại Sang thì còn có ít pin thôi. Nên Sang sẽ tranh thủ. Quay được bao nhiêu thì quay nha mọi người. Nãy giờ thì Sang với mấy đứa nhóc đã hoàn thành xong cái bữa tối đi lạc của mình rồi nha mọi người. Gồm có ốc đắng luộc nè, muối ớt, chanh, cua đá, cua đồng với lại đọt mây. Thì ở trong rừng này á, mình đi lạc mà có cái gì mình ăn cái đó thôi. Tại vì hồi sáng Sang đi á, có mang theo một ký gạo nhưng mà nấu buổi trưa cho ăn mấy đứa nhóc nó ăn hết rồi. Nên bây giờ thì mình sẽ ăn mấy con cua này để lót dạ nha. Đèn pin thì của Sang thì nó cũng sắp hết, đèn led thì cũng sắp hết luôn rồi. Điện thoại cũng sắp hết pin rồi. Đây là đọt mây xông bột, cái đọt mây 20 ngàn nè mọi người, rất là to luôn. Bây giờ thì Sang với mọi người cùng với mấy đứa nhóc mình sẽ thưởng thức cái phần cua này, xong rồi Sang với mọi người cùng nhau đi ngủ nha. Ăn đi mấy đứa.
Hôm nay thì Sang định là mình sẽ đi về, xong rồi về nhà mình đi xôi này kia, nhưng mà lạc mất tiêu. Vô đây thì điện pin cũng không có, nhưng mà có thì Sang đi một vòng cái suối xôi cho mọi người xem. Đây, cua đá nha mọi người, mời tất cả mọi người. Ăn uống khổ quá. Cua đá ngọt ghê á. Cái thịt con cua đá này nè mọi người. Đây nè. Nó ngọt cực kỳ luôn nha. Mọi người thông cảm nha, ngón tay của Sang móng tay á hơi dơ, tại vì hôm đài đi lang thang á, kiếm cái đồ à, cắt móng tay không có, bên nhà nhóc Quỳnh nó không có nên Sang không cắt được móng tay, hơi dơ một xíu. Mời tất cả mọi người nha. Mùi phần thịt phía trong đúng không, con này thì ăn rất nhiều thịt luôn. Cái này ăn được phải không nha? Cái này là cái ốc của nó hay sao? Cái này cái củ nó hả? Này không ăn được nha mọi người. Khăn cầm lên để cho mọi người xem. Thì đây là phần củ của cái dưới của đọt mây á. Cái này ăn rất là đắng, ăn vẫn được, nhưng mà người ăn quen thôi. Mình ăn không quen thì ăn sẽ bị say á. Nên cầm để cho mấy đứa nhóc nó biết. Còn cái mình á, mình ăn được trong đọt mây á, là cái tựa ra vậy nè. Cái này là phần lá nó sắp chuẩn bị ra. Cái này thì ăn rất là ngon. Cắt cho anh miếng nha. Nha. Thử ăn cái đọt mây sông bột này. Đó. Đây Sang mời tất cả mọi người nha. Rồi nhăn ơi, ăn miếng đi. Nó tựa ra này đút vô miệng đâu được đâu. Nha. Cầm nhanh nha. Thịt ăn đi. Đây, mời tất cả mọi người nha. Hơi dai ta. Cái phần trên nó hơi già tính nè. Ngay dưới đây ăn được. Cái đọt mây này nó không có đắng bằng đây đọt mây nhỏ nha. Đọt mây to nhưng mà nó lại ngọt hơn đọt mây nhỏ rất là nhiều. Cái đọt mây này á, khi mà mọi người đi vào rừng á, mọi người lạc, mọi người khát nước á, mọi người chỉ cần ăn một cái đọt mây thôi là đảm bảo với mọi người là không có bị khát nước nữa. Mình sao không? Ăn cho hết nha. Tối ngủ nữa để nó bụng sốt ruột à. Mai em có sức mà về đó. Đây, Sang mời tất cả mọi người ăn với Sang thêm một con cua nha. Người xem cua này nè. Nó thật luôn. Hôm nay xui quá mọi người. Đi lòng vòng mãi không có kiếm được đường ra. Nếu mà kiếm được đường ra bây giờ là đang Sang định lắm, là đi bắn chim cò cùng với tỉnh buổi tối nè, nhưng mà bị lạc luôn. Hôm nay còn vẫn ở trong rừng, nên cái chuyến đi bờ đi bụi này của Sang á, chắc sẽ kéo dài thêm một hai ngày nữa nha. Sang thì muốn trải nghiệm hết những cái cuộc sống hàng ngày của mấy đứa nhóc á. Đây, mời tất cả mọi người nha. Tỉnh đi vô rừng có bao giờ bị lạc chưa? Chưa phải không? Hôm nay anh dắt đi xui quá mà. Sang á, thấy cái đồi đó có một hai đọt mây ở trên rất là to luôn, đọt mây sông bột mọi người. Xong rồi Sang kêu thằng Tỉnh đi lên trên. Xong rồi Sang với thằng Tỉnh với thằng Văn ba người leo lên trên cái đồi đó. Nhìn không thấy được cái đọt mây ở đâu hết cả, tại vì cây nó hơi cao á, mình kiếm không ra. Lòng vòng lạc luôn. Thằng Tỉnh này thì còn nhỏ, những cái chỗ mới nó không có dám đi. Sợ lạc một cái nó không biết đường về á. Còn Sang thì Sang cũng á, nhỏ lớn Sang đi rừng cũng khá nhiều rồi, nên Sang bị lạc Sang vẫn có cách để mà dắt mấy đứa nhóc nó về được nha. Lạc này sợ không nha? Sợ không? Có hả? Cũng may là nay á vẫn kiếm được đồ ăn dưới suối. Thứ hai nữa là Sang có đem mền nè, đem cái võng. Cái võng thì có lẽ là Sang sẽ dùng để đắp nha, chứ không mình không có giăng lên, tại vì tới ba người lận. Sang dùng để mình trải cái mền xuống đất, xong mình lấy cái võng mình đắp lên trên, nên mình không có lo về chỗ ngủ mọi người. Chỉ lo sáng mai là đi nó xa, đường về thì Sang biết rồi. Đi theo con suối thì cũng đơn giản, chỉ sợ là đi xa thôi. Sang thì giờ cũng chưa biết nơi này là nơi nào cả. Đây, mời tất cả mọi người ăn một con cua nữa nha. Chấm miếng ớt nè. Đây.
Bữa tối đi lạc thì cũng đang xong rồi nha mọi người. Bây giờ tiếp tục là mình sẽ lo về cái chỗ ngủ của mình. Hôm nay may mắn đó là Sang có mang theo một cái mền với lại một cái võng, nên tối nay mình không có lo về chỗ ngủ nha. Sang đã bẻ một ít lá cây này, mình lót hết ở dưới cái mền, xong rồi Sang trải cái mền bù đồ của Sang lên trên, rồi lấy cái võng này mình đắp nha. Với lại thứ hai cái công dụng của cái mền bù đồ này á là nó rồi. Nó có hai cái lớp nha mọi người, kiểu giống như một cái túi ngủ vậy á. Sang với mấy đứa nhóc có thể là mình sẽ banh ra giữa, mình chui vô trong, mình ngủ ở trong, nên đóng cái nút lại phía trên là an toàn nha. Thôi giờ tỉnh vô nằm trước đi, anh nằm phía bìa này, Giang nằm bên kia nha. Rồi. Cái này cuốn lên đây, tối thì nào lạnh thì đắp, giờ thì còn nực còn chết, không sao đâu. Cái chỗ này ở dưới đó là tảng đá mà khô queo, không lo gì hết cả. Giờ thì Sang với mọi người cùng với mấy đứa nhóc mình sẽ ngủ nha. Con suối chỗ này thì ếch nhái kêu tùm lum luôn. Nếu mà Sang á, nếu mà hôm nay có hai cái đèn pin để cho mấy đứa nhóc cầm thì Sang sẽ đi bắt cá ếch cho mọi người xem, nhưng mà không có, được không? Ngủ được không? Được. Nằm xuống coi. Lạnh không? Không. Vẫn ngủ được cái gì? Hả? Đi vào rừng mà mọi người chỉ cần mang theo một cái võng với lại một cái mền kiểu này thì đâu có lo về chỗ ngủ đâu ha. Chỉ sợ là sợ trời mưa thôi. Nếu mà tối nay lỡ như trời mưa thì mình bẻ lá cây mình tính chuyện khác, nếu mà không có mưa thì thôi không sao. Giờ thì Sang với mọi người cùng với mấy đứa nhóc mình đi ngủ nha. Sáng mai thì Sang dậy, Sang sẽ quay cái chuyến hành trình đi về nhà cho mọi người xem. Tại vì cái điện thoại của Sang nó cũng sắp hết pin rồi, với lại là camera trước của Sang nó cũng bị hư á. Sang định là xong cái chuyến này mình sẽ đi về mua một cái điện thoại mới. Thôi ngủ đi mấy đứa. Sang chúc mọi người ngủ ngon nha. Ôi à, dễ chịu quá. Hy vọng ngày mai đi về nó không quá xa nha mọi người. Thì Sang dậy rất là sớm để định hướng xe một xíu nữa thì Sang với mọi người mình sẽ đi hướng nào để đi về nhà nha. Hy vọng rằng từ chỗ xe đang ngồi này đi về nhà nó cũng không quá xa, đi khoảng từ giờ tới chiều về là an toàn. Còn đừng có ở thêm một đêm nữa trong rừng. Sang chỉ sợ nếu mà đường nó quá xa mình phải ở thêm một đêm nữa trong rừng thì nó rất là nguy hiểm. Đầu tiên là cái điện thoại Sang nó sắp hết pin rồi, thứ hai là cái đèn pin nó không còn miếng pin nào để mà chiếu sáng hết cả mọi người. Nên nếu mà ở thêm một đêm á, là mình sẽ không có ánh sáng để mà đi lại. Nên những con suối này nó nguy hiểm với mình lắm. Thế ha, rồi bây giờ thì đi thêm một xíu nữa. Nếu mà có cái chỗ nào, cái đồi hoặc là cái gốc cây nào cao cao á, thì Sang sẽ thử leo lên trên để xem có sóng điện thoại hay không. Chứ chỗ này Sang ngồi á là không có miếng sóng nào hết nha. Bây giờ thì gọi mấy đứa nhóc nó dậy rồi tranh thủ mình đi trước khi trời nắng nó lên nha. Bây giờ còn sáng còn mát đi nó cho nó đỡ mệt. Hy vọng là giờ tới chiều về tới nhà. Điện thoại Sang thì nó hết pin rồi nên sắp hết pin rồi nên Sang không biết là sẽ quay cho mọi người xem được hết cái chuyến hành trình đi về này của Sang hay không. Nếu mà không được thì Sang quay tới đâu thì hay tới đó nha mọi người. Nhưng mà cái đường đi về sẽ về được nhà thôi, nhưng mà không biết bao lâu thôi. Thì cuối cùng Sang với mấy đứa nhóc đã tìm được đường ra rồi nha mọi người. Mọi người nhìn xem chỗ này quen không? Đây là cái chỗ mà Sang đã làm một cái video thử thách 24 giờ bên bờ suối á, mà Sang dang dỏng bên phía bên đây nè để mà ngủ qua một đêm một mình á. Thì sáng giờ Sang đi mất gần từ 6 giờ sáng đến giờ là hơn 2 giờ rưỡi chiều rồi, cứ mất 7-8 tiếng mới ra được tới đây nha. Còn từ nay từ chỗ này á mà đi về nhà nhóc tỉnh á nó khoảng tầm 3 tiếng nữa nha, khoảng 3 tiếng nữa. Nhưng mà không sao, dù sao mình cũng đã biết là mình đang ở chỗ nào rồi nên không có lo nữa nha. Thì trên cái đường đi về của Sang á, Sang với mấy đứa nhóc gặp được nhiều thứ lắm, nhiều trái cây lắm, nhưng mà Sang không thể quay cho mọi người xem được. Tại vì Sang muốn giữ cái pin của điện thoại lại để mà đi ra đây kết thúc clip để cho mọi người biết là Sang với mấy đứa nhóc đã có thể về nhà an toàn nha. Nên Sang cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái chuyến bị lạc này của Sang. Và cái chuyến đi lang thang của Sang nó sẽ kéo thêm chắc
Sang nghĩ là kéo dài thêm 1-2 ngày nữa nha. Tại vì dọc đường đi theo con suối này á, Sang thấy được nhiều thứ lạ lắm, nên Sang ngày mai muốn quay trở lại cái chỗ mà ngày hôm nay mình lạc á, để quay cho mọi người xem mấy cái thứ ở trong đây Sang gặp ngày hôm nay. Thì hôm nay đi do mệt quá nên nồi nè, chén, rồi mấy cái tô này kia với cái gùi của nhóc tỉnh, dao rửa, Sang bỏ lại hết trong rừng luôn, chỉ mang mỗi cái ba lô, cái võng, cái mền về thôi, để mà tối nay Sang có thể chỗ mà dân võng ngủ mọi người. Nên ngày mai mình quay trở lại đây nha. Bây giờ thì Sang sẽ tạm dừng clip tại đây. Chắc lẽ tối nay Sang sẽ không có quay video nghỉ một bữa nha mọi người. Thôi về.